Hoàng tử Nang Đà dung mạo khôi ngô tuấn tú, tuy là em trai cùng cha khác mẹ với Đức Phật, nhưng chàng không có khí chất thoát tục giống như Thế Tôn, mà ngược lại rất đắm mê ngũ dục. Vì thương em, Phật quyết tâm hóa độ Nang Đà. Ngài về hoàng cung đúng ngay ngày hôn lễ em trai. Sau khi thọ thực xong, Phật trao bình bát cho hoàng tử Nang Đà cầm lấy. Do quá kính trọng trưởng huynh, vì Phật không chịu thu bình bát lại, nên Nang Đà đành phải ôm bình bát lặng lẽ đi theo ngài về đến chỗ Phật cư trú. Phật hỏi Nang Đà có muốn tu? Kính trọng anh, chàng chẳng dám chối từ. Ngay đó Phật liền cho xuống tóc, Nang Đà thành dĩ miên cường sân. Chàng ra đi thấy nàng đang trai tóc bên thềm, mặc qua lo lắng bởi tân lang làm thịt ngón ba. Nói bước đi sao Phật như muốn xa nàng vĩnh viễn không về. Nào ai hay biết cho nàng Đà tuổi thơ xa rời huynh trưởng sống nên lòng luôn thương thần tượng anh nên chàng luôn theo sát không rời. Ngờ đâu ông ba phải theo anh về nơi tận xa, đâu muốn xuất gia mà sao nói không nên lời đành phải cắm đầu. Em ơi cần nương người yêu, nhớ em yêu ruột thắt gan bao. Phật nghe nàng đã biết tu nên ngài đôi lời dùng thần thông, ngài đưa em đến cánh rừng phía xa, trông thấy nơi đây một con khỉ cái già nua. Bao ngày nàng đã hãy xem khi kia nhan sắc, có xinh hay là cô vợ cung hoàng đẹp hơn. Quan trong nàng đà đà là vợ em xinh nhất, cái con khỉ này sánh sao được bằng vợ em. Phật đưa nàng đà đến nơi cõi trời, nhìn bao thiên nữ tươi cười hát ca đón chàng, lòng mừng vui chàng say đắm. Sẽ được về đây vỗ tay nàng đà xưng rằng là tên tôi đó, thế nay ở liền vui cùng các nàng được không? Các tiên chối từ ông là phàm phu dương thế, phải chăm tu hành sau này mới được về. Phật liền hỏi Nang Đà, nhìn xem các tiên nữ ở đây so với vợ chàng tại hoàng cung thì ai xinh đẹp hơn? Nang Đà liền thưa, bạch Thế Tôn,
So với chữ tiên nữ này thì nhan sắc tân nương của con giống như con khỉ cái nơi cánh rừng trần thế. Con nguyện sẽ tu tinh tấn siêng năng để sớm được sẽ tu miệt mài để hưởng phước chư thiên. Ôi các nàng tiên vừa xinh đẹp lại có duyên, khiến con chỉ nhìn thôi là tâm thần mê mẩn. Con hứa con sẽ siêng tu không còn lười biếng, để sớm lên trời vui cùng bao thiên. Phật lại dùng thần thông đưa Nang Đà xuống địa ngục, cho chàng chứng kiến vô vàn cảnh hành hình kinh khiếp nơi đây, khiến Nang Đà sợ đến bủng rủng chân tay. Tới một chỗ có cái vạc dầu sôi nhưng trống không, chẳng có tội nhân to lớn vô cùng. Nang Đà liền hỏi thăm, chàng thấy hài hùng. Cái vạc dầu này là dành cho Nang Đà em Phật, nếu ổng không tu mà ngồi nhớ tân nương thì sẽ bỏ vô đây chiên cho thân thể mình trước, mới đáng tội đi tu mà mất nết. Nếu ổng đã xuất gia mà không tu cho giải thoát thì sẽ bỏ vô chảo dầu đền cái tội u mê. Nang Đà tự thể với lòng phải tu cho giỏi mới hồng lên tiên, kẻo không bị chảo dầu khổ không thể nói, đạo điên tâm thần. Dù vậy Nang Đà vẫn chưa thể an lòng, chàng muốn có lời bảo đảm nên hỏi Thế Tôn: nếu bây giờ con tu tinh tấn không lười thì chắc chắn sẽ được sinh lên trời sống cùng thiên nữ. Phật mỉm cười xác nhận: Như Lai hứa sẽ đền bù cho 500 tiên Nga, ông cứ đúng theo pháp tu rồi sao hưởng phúc. Lời của Như Lai không phải nói suông. Nang Đà nghe qua lòng mừng khấp khởi, bèn y theo thời khóa tu siêng năng chẳng chút biến lười. Nhưng lạ thay, bạn bè giờ ai cũng xa cho rằng chàng có lý tưởng khác chưa tăng. Chư tỳ kheo nói với nhau: nghe đồn cái ông Nang Đà này chẳng thực tâm tu cầu giải thoát đâu, mà mục đích ông nhắm tới chỉ là cầu sinh về cõi thiên. Với chúng ta quá khác biệt vô cùng. Mới đầu ông xuất gia làm giống như bị ép đi tu, thân là hoàng tử con vua vừa được
chức hôn lễ tưng bừng, tướng tha hồ hưởng thú lạc quan. Nhưng vào ngày cưới ổng đi tu, do nể Phật mà đi nên tu không có ra hồ, cứ nhung nhớ vợ hoài, vì cưới mà chưa sống chung. Phật có hứa đền cho mấy cô tiên, nếu ổng siêng tu chẳng nào phiền, nên ổng mới vui lòng theo thời quá thủy chung. Nàng đã bị chê trách lắm xa, đành dốc sức để tu hành, chẳng mấy chốc viên thành quá cao a la hán. Dốt tình nay đã tan, chàng vội tìm đến Thế Tôn, xin hủy lời hứa xưa, chẳng đòi về cõi tiên. Nang Đà vô cùng xúc động khi hiểu được tấm lòng từ ái của Thế Tôn. Qua cái nhìn của thế gian thì khi Phật dẫn chàng ra đi, vô cạo tóc ngay trong ngày hôn lễ, thì hành vi ấy chẳng khác nào là phá hôn nhân chia loan rè. Còn hơn biển rộng sông dài, hạnh phúc nhân gian không bền như bọt sóng, có nắm trong tay rồi cũng sẽ vỡ tan mau. Khi mạng sống con người chẳng thó dài lâu, luôn bị đe dọa bởi sinh lý tử biệt, chưa kể não phiền không ngừng sạch trong lòng. Những lời yêu đương ngọt ngào chốn nhân gian luôn làm người ta say đắm thích nghe, nhưng trong trăm ngàn cặp phu thê, có ai cười mãi không bao giờ khóc, có ai mãi mãi thủy chung không phản bội dâm thề. Kể kiếp nhân sinh luôn nằm trong dòng sinh lão bệnh tử, sắc thân mà ta tưởng là đẹp mãi, sống lại mau chóng suy tàn. Những bất trắc khiến nhân gian nước mắt tuôn tràn, đã một lần nếm qua mùi vị bình an thanh tịnh, sẽ không còn mơ hưởng lạc thú trần gian. Khi tâm ngập tràn niềm hỷ lạc khinh an, thì đâu thu vui cõi trần nào có thể sánh được. Nang Đà thầm lễ Thế Tôn thốt lời tán thán, cảm tạ Như Lai đã cứu con ra khỏi mê lầm. Sau đó Nang Đà đến gặp Đức Đạo Sư, chàng đánh lễ tạ ân và cung kính thưa: xin Thế Tôn hủy bỏ lời hứa sẽ đền cho con 500 tiên nữ. Phật mỉm cười nói: Như Lai rất vui khi thu lại lời hứa này, câu nguyện sinh lên trời của ông nay đã được xóa bỏ. Vì hạnh phúc tâm linh mà ông đang hưởng,
chính là hạnh phúc cao nhất. Trong Trưởng Lão Tâm Kệ còn ghi lại bài thơ của Tôn giả Nan Đà sau khi đắc đạo như sau: hồi xưa nơi cung vàng tâm ta đầy mê muội, luôn miệt mài say đắm ngũ dục mê ly, ta tiêu phí đời trong phóng đãng tình si. Nhưng nhờ lòng từ của Thế Tôn bao la quảng đại, đã nhọc nhằn dẫn dắt dìu ta vào nếp sống thanh cao, ra khỏi buộc ràng.